Rồi rất là vui, xin chào và gặp lại tất cả mọi người trong cái video của Nguyên ngày hôm nay. Thì hôm nay nhận được cái một cái sự mà cái lời yêu cầu của một số anh em kêu làm về cái vấn đề đó là tưới dưỡng rễ cho cây mai. Thì hôm nay Nguyên sẽ đưa ra một cái phân và cũng như là một cái công thức để chúng ta có thể tưới và cũng như dưỡng cây mai chúng ta nó được đẹp hơn, đặc biệt là đối với những cây mai trồng trên chậu hoặc là những cây mai bonsai hoặc là những cây mai mà chơi mà đang nuôi để chúng ta tiến hành ghép thì sẽ tưới đều được hay mọi người. Thì đây là cái riêng của bên Nguyên ha, thì mỗi anh em có một cái cách tưới phân riêng. Thì ở đây thì Nguyên chia sẻ thì anh em nào xem và có thể làm theo thì sẽ biết kết quả như thế nào ha. Đặc biệt đây là mình sẽ đưa ra những cái loại phân tốt nhất để cho anh em chơi cũng như là cái để cho mấy anh em có thể là chăm sóc tốt cây mai của mình và tưới định kỳ thì nó sẽ rất là ok. Thì đó là những gì mà Nguyên đã chia sẻ thật lòng để cho cô chú anh chị em mình có thể là có một cái kinh nghiệm nho nhỏ để tưới cây mai của mình ha. Thì trước khi mà vô cái video mà chính ngày hôm nay thì Nguyên cũng cái có lời yêu cầu thiết tha đó là mấy anh em có thể xem video có thể nhấn vào cái nút like để cũng như là đăng ký để ủng hộ cho Nguyên ha, để tăng cái lượt tương tác lên ha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề chính ngày hôm nay, thì đầu tiên Nguyên sẽ tiến hành múc cái thùng nước vô để 20 lít nước và cũng như là phối phân và tưới cho những cây mai, một số cây mai này để chia sẻ cho cô chú anh chị em, chứ mình không có tưới hết được ha mọi người. Rồi chỉ là mang tính hình thức nhưng mà nó lại là cái kinh nghiệm để chia sẻ. Rồi bây giờ sẽ không để các bạn chờ lâu nữa, xin mời. Thì ở đây Nguyên có một cái thùng bê 20 lít nước ha. Đó, thì bây giờ Nguyên sẽ tiến hành múc đầy vô để cho mọi người xem. Rồi mình sẽ tiến hành mình ra ngoài kia mình tưới phân và mình phối vô ha mọi người. Đó. Thì xin chào tất cả mọi người nha. Thì sau khi mà đã chuẩn bị xong cái công tác xong thì cái thùng bê ở đây thì cũng chuẩn bị cái ca xong, thì bây giờ Nguyên sẽ tiến hành giới thiệu một cái loại số cái loại mà phân thuốc mà để tưới dưỡng rễ, đặc biệt là đối với những cây mai mà phôi mà nó mới ra là tược non. Thì cũng xin mà nói thêm thì đối với những cây mai mà nó mới ra tược non giống như những cây mai này đây nè mọi người. Rồi thì đây là những cây mai phôi mà Nguyên đã trồng một thời gian, thì lúc đầu thì cũng rũ rễ bỏ đất hết trơn luôn rồi sắp lại rồi bây giờ nó đã ra cái tược rất là mạnh này đó mọi người. Nó thì bây giờ mình cũng chưa tiến hành ghép luôn, nhưng mà để các bạn biết sao không, cái này là chia sẻ một cái số kinh nghiệm nho nhỏ trước khi mình vô cái vấn đề mình pha phân ha mọi người. Đó, thì đối với những cây mai như thế này đây thì Nguyên sẽ tiến hành thả một thời gian nữa cho cái tược này nó đi thật là mạnh. Thì khi tược này đi thật là mạnh đó mọi người thì bắt đầu nó sẽ kéo rễ mạnh, thì khi mà ghép vô cái bài cái cây của bạn nó dẹp, nó không có bị sụn, nó không có bị đứng, nó không có bị chết bậy bạ ha. Thì đó là số kinh nghiệm mà Nguyên muốn chia sẻ thì chúng ta nên trồng. Thì khi mà nó ra cái tược chủ của nó tự động của nó ra như này thì nó quang hợp rất là tốt và nó dinh dưỡng của nó tích lũy trong thân nó rất là nhiều, cho nên khi mà các bạn cắt bỏ mà để mà ghép vô thì cây của bạn nó ít bị xì hơn. Thì đó là cái kinh nghiệm của Nguyên muốn chia sẻ cho mọi người ha. Ừ. Thì hôm nay mình sẽ tưới một số gốc để chia sẻ cho mọi người thôi. Đó. Thì mới vừa hôm qua mình cũng đã chia sẻ về cái vấn đề phân thuốc mà tưới định kỳ, thì cái này là cái vấn đề dưỡng rễ ha mọi người. Thì ở đây là hôm nay là Nguyên lại tiếp tục chia sẻ với các bạn cái công thức dưỡng rễ ha. Thì dưỡng rễ dẫn nó có NPK hoặc là nó để cho cây nó hoạt động, cũng như là cái hữu cơ và cái vô cơ phối lại với nhau. Đây là cái công thức mà mình chia sẻ cho cô chú anh chị em, và đặc biệt là những anh em mà đã mua cây của Nguyên thì số lượng nhiều quá thì Nguyên ưu cứ thường là chia sẻ. Thì hôm nay sẵn nhân tiện chia sẻ một tí xíu về cái công thức này để cho cô chú anh chị em có thể là nắm cũng như là tưới được những cây mai của mình, đặc biệt là những cây mai nhỏ nhỏ trồng trong chậu mà nó sẽ tốt hơn ha. Đặc biệt là đối với những cây mai mà nhỏ nhỏ chậu nha thì nó sẽ tốt đó, vừa dưỡng rễ vừa phát triển cái cành nhánh lá giống như cây mai nãy Nguyên mới vừa chia sẻ cho cô chú anh chị em mình đó. Thì cái đó thì mình cũng tưới dưỡng rễ thôi mọi người. Thì hôm nay mình sẽ tập trung rồi mình sẽ giới thiệu vô phân thuốc đây. Thì cái này là cái vitamin B1 nè mọi người, thấy không? Đây nè, Nguyên sẽ tiến hành quay gần lại cho mọi người xem. Đây nè, vitamin B1 của hãng Gamma của Mỹ rất là tốt. Thì ngoài ra nó có magie luôn, nó có magie và cái lumen nó có trung lượng ha. Thì nè, rất là tốt rồi. Cái này nó đâm rễ nè, kích trời nè mọi người, thấy không? Rất là tốt. Thì nó có hình cái rễ nè, cái này có khoảng gomo thì nó tốt. Cái này B1 thì nó giúp cho dẫn phân á mọi người. Thì khi mà tưới vô thì nó có B1 nó dẫn phân vô rễ rất là mau ha. Thì đó là tác dụng của vitamin B1. Cái này là mình chia sẻ cái công thức anh em có thể coi hoặc là không có thể làm theo, nói mình có thể nói làm phân gồm gà quá, thì tại vì chúng ta đã nói chơi và chúng ta chăm
thì nó sẽ có cái gì đó nó hơi cầu kỳ chút xíu. Nếu mà chúng ta cho ăn đại vẫn được bình thường mọi người, tưới 30-10 hay là gì đó vẫn được, nào 3 màu vẫn được bình thường. Nhưng mà cái này mình làm cho cây mình nó thật là tốt và sung luôn, thì mình chia sẻ thôi, anh em coi có thể tham khảo ha. Đó, thì bữa nay vitamin B1 thì mình sẽ phối một nắp này vô, mình giới thiệu từ từ lên ha. Đó, nó có nước màu vàng vàng, hơi vàng vàng nè mọi người. Rồi thì tiếp theo đó nữa là không thể thiếu, đó là N3M, nó dưỡng rễ nè. Tại vì trong N3M nó có một cái loại mà cái kích thích ra rễ cũng như là ra chồi, nó làm cho ra rễ ra chồi. Thì ở đây là N3M khá là quen thuộc. Thì cái này thì mình cũng nói luôn cái liều lượng đó là 20g cho 1 lít, xin lỗi các bạn, 20g cho 20 lít nước, tức là 1g 1 lít nước ha. Mà cái này mình pha tương đối, mình pha hoàn quen. Đó mọi người, này là N3M nó xong rồi. Cái này là có một cái thành phần quan trọng mà Nguyên cũng ít hay chia sẻ, hôm nay thì cũng như chia sẻ với cô chú anh chị em mình luôn đó về vấn đề đây rất là tuyệt vời. Ở trong cái giai đoạn mà làm qua làm nụ dẫn phối thằng này vô phun mít 322, thấy không, 3% nó phối 3% đạm, 2% lăng và 2% kali, 7322 hãng Gamo của Mỹ luôn, rất là tốt mọi người, màu vàng. Đó, làm bông thì các bạn tưới cái này vô không luôn vẫn được bình thường cây, okay, các bạn nó sung xanh khỏe mập xanh lá, tại vì nó có phối sắt đồ vô. Thì khi mà các bạn làm ở trong cái giai đoạn mà bông á, thì nó giúp cho cái bông của bạn nó sẽ tăng màu sắc lên. Cái đọt các bạn mai các bạn không đỏ, tưới cái này vô mà đọt mai bạc đỏ, đỏ tạm thời thôi nghe, chứ không phải đỏ hoài. Đỏ là đỏ là do phân thuốc này thôi, thì khi mà hết phân thuốc thì nó sẽ trở lại bình thường. Nhưng mà khi mà mới vừa lú đọt non ra, tưới này vô đọt gắt đỏ luôn, đỏ đậm luôn ha mọi người. Nó thì đó là cái tác dụng thần thánh của cái humic 322 này, lâu rồi cũng có chia sẻ với cô chú ít chị em mình. Này là hữu cơ, thì cái này là nó làm ở, nó lấy trong cái dạng mà ở dưới cái mỏ đồ á mọi người, thì cái này là không có động vật, mà nó chỉ là có hồi xưa cái dòng tích đồ thôi. Nó là cái những cái sản phẩm mà có nguồn gốc quá thật, giống như cây cối rồi ha mọi người. Đó, thì nó rất là tốt. Thì cái này cái hãng Gomo, thì cái này nó phối, thì cái này cũng 1C cho 1 lít nước luôn ha mọi người, phối với nhau. Thì cái nắp này tầm khoảng 20 mấy C nè, thì chúng ta hơi lưng lưng lại chút, thì cũng đã đo rồi mọi người. Đó, nó có màu đen vậy nè mọi người, mình sẽ quay gần lại cho mọi người xem ha. Đó, một nắp này là ok tới được rồi. Thì cái này là mình quay vừa chia sẻ cũng như là tới một hai số cây để cho các bạn xem nè, để dưỡng rễ thôi ha. Đó, xong rồi đó mọi người. Rồi thì bây giờ đó mình sẽ tiến hành mình khuấy lên thôi. Có B1 có đầy đủ ở trên, thì cái này là cái công thức rất là tốt rồi, tưới vô. Đối với những cây mai mà này là mình quậy lên tí ha, quậy lên tí để do cây mai chúng ta nó ra cái, ủa xin lỗi các bạn, cho cái nó hòa tan với nhau, hòa nó tương tác nhau ha. Cái này là sử dụng trong những cây mai mà phôi mai mới phát triển, đặc biệt cái này không có sử dụng trong cái mai mà chưa có lá các bạn, sử dụng trong mai có lá nha, có lá và phát triển. Cái bộ rễ nó giống như là còn yếu, và nó sao hoặc là nó bị mà giống như một thời gian rồi cây nó cái rễ nó có hiện tượng giống như đơ si đó, thì mình tưới vô để cho nó phát triển mạnh. Rồi đó, bây giờ Nguyên sẽ tiến hành tưới cho mọi người xem ha. Rồi mọi người, thì đầu tiên Nguyên sẽ tưới cây mai này cho mọi người xem. Đó, cây mai này cũng 40 mấy hoành, 45 hoành. Đó, thì tưới mỗi cây mà tưới một ke nhẹ nhẹ này ha. Đó, và các bạn lưu ý là tưới đều nè, dưỡng rễ nha các bạn. Thì humic đó các bạn, cái thằng humic này vô thì nó sẽ giúp cho cái rễ nó phát triển, nó cân bằng cái độ pH của cây. Ngoài ra thì nó có thối một số cái dặn, có cái đạm lăng kali, nhưng mà ở cái liều nó cũng hơi khá thấp, và cũng như là nó có cái hữu cơ để giúp cho rễ nó phát triển, và nó có nhiều cái thành phần ở trong đây nữa, nó vitamin được rất là nhiều ha mọi người. Họ một cây một ca thôi mọi người, họ xong thì đó là một cái ca mà mình đã tới kỳ cây này đang nuôi nè, thì mọi người thấy không, ra đọt rất là nhiều. Bên cạnh thì chúng ta phun cái nấm đầu vô thì cây nó phát triển tốt, thì cái này mình chưa hài lòng nữa là mình chưa có đem đi ghép luôn á mọi người, cứ để gì tưới thôi. Đó, tưới thêm vài làn nữa thì khi mà cây nó đã mập lên rồi thì chúng ta có thể cắt ghép, thì khi mà dinh dưỡng nó nhựa nó đưa vô á, nó đầy đủ, nó tích lũy trong thân, chúng ta cắt không có bị suy sóc cây ha. Ngoài ra thì cái humic này là rất là tốt và chia sẻ bạn hết mình. Rồi thì đây là những cây mai mà Nguyên đang nuôi nè, thấy không, những cây mai lớn nha, mai này mai lớn đó, thì mình vẫn tưới dưỡng được đó mọi người, thấy không, để mà cho cây nó phát triển thôi.
Tưới thì vừa ướt cái chậu xung quanh, tập trung xung quanh là ok ha. Thì mình sẽ tưới những cây mai lớn để chia sẻ cho cô chú chị em mình ha. Đó mọi người, thì cây mai này nè, nó cũng khá là to, 50 mấy quạch, rất là lớn luôn. Thì bây giờ mình cũng dẫn tới một cây, nó tưới đều ra, nhẹ đều ha các bạn, lon chở cho nó đều ra để cho cây nó ăn. Thì cái này là dưỡng rễ, cây mai này mình cũng chưa dám đụng địa gì, cũng chưa dám ghép luôn mọi người, tại vì mới trồng thì lúc đó bấm đôn rễ khá là nhiều luôn, rũ bầu ra hết. Thì cây mai năm mai 50 mấy quành ép vô cái chậu này nè, chậu này cũng nhỏ đó, cho nên là chưa dám đụng đậy gì hết, thì cứ đang tưới dưỡng rễ cũng như là chia sẻ với mọi người để mọi người có thể biết ha. Rồi thì tiếp tục mình sẽ múc tưới để cho mọi người xem, nó đúng một ca này thôi, nào tưới được mình tưới đó. Dưỡng rễ đây là cây, hồi mình tưới qua cây này đi mọi người ơi, kiếm cái cây nào mà đang nè trong quá trình nuôi rồi mọi người không đó. Thì các bạn tưới vô thì các bạn sẽ biết cái kết quả nó tốt như thế nào ha. Nguyên thì không có, Nguyên chia sẻ thiệt tình không à đó. Thì chúng ta tưới vô thôi đó, là ok mọi người, xanh lá dày lá giúp cho cây một cái rễ mai nó phát triển, có thể phun trên lá luôn vẫn được bình thường ha đó. Giúp cho cây nó phát triển nè. Đây, đây đây là một cây mai phôi, mình sẽ tưới cho mọi người xem ha. Đó, ra ra tàn thì cũng chưa ghép, mọi người cho nó thời gian nữa thì mình sẽ ghép ha. Rồi thì mình sẽ tưới cây mai này cho mọi người xem. Thì nãy giờ cũng chia sẻ cũng quên một điều, đó là cái về cái vấn đề mà tưới kích rễ theo cái công thức này thì mình sẽ tầm khoảng, thì tưới phân thường thường ví dụ chúng ta cho ăn 30-10-10 hoặc là những cái cử phân mà ở cái liều mà từ một tuần á, tuần này xong rồi tưới ví dụ như 3 cái 30-10-10 hoặc là tuần tới nó, thì chúng ta tưới 3 cái 20 điều. Thì cái phân này chúng ta có thể là tưới ở những giữa ngày ha mọi người, ví dụ như trong tuần thì cách khoảng 3 ngày thì chúng ta tưới cái dưỡng rễ này bình thường ha mọi người. Đó, mình tưới phải đều đều ha. Rồi đó, xong rồi đó mọi người, thì cái này là mình tưới tầm ví dụ như những cái liều phân mà tưới thì bình thường, còn ví dụ như rồi xong rồi cái mình có thể là canh khoảng từng 3 ngày đến 4 ngày thì chúng ta tưới này vô để dưỡng rễ, rồi chúng ta tiếp tục từng sau thì chúng ta tưới theo cái quy trình của chúng ta thôi ha. Đó, xong rồi thì ở đây á, Nguyên có một cái cây mai cũng lớn nè ha, cũng sắp rễ hồi lúc trước nè, cũng bấm rễ nhiều. Thì cây mai này mới ghép hổm, cũng mới vừa đăng một cái video chia sẻ lên mọi người về cách chăm sóc cây mai mà cái tột cây mai mà tưới nào ba mợ. Thì hôm nay là cái công thức là dưỡng rễ nè, thấy không? Thì cái này các bạn cứ tưới định kỳ hoài vẫn được bình thường. Đối với những cây mai mà chúng ta chưa có cho vô cái quy trình mà ăn mà phân á, thì chúng ta vẫn tưới này bình thường, tại vì trong này nó đã có đạm lăng kali hữu cơ đồ đầy đủ giúp cho cây nó phát triển rồi ha mọi người, không có vấn đề gì phải lo ngại hết trơn á. Thì khi mà tưới này vô thì các bạn cành lá các bạn nó đi rất là sum xê, đặc biệt đó là nó xanh lá đó. Thì công thức này mình tưới nhiều rồi, nó thì đã xong rồi đó mọi người, chỉ một cái ke thôi, tưới vô xong đều đó, thì giúp cho cái nhành nhánh nó phát triển ha, nó phát ra ngoài nó rất là xanh. Đó là những cái kinh nghiệm mà Nguyên muốn chia sẻ cũng như là gửi gắm đến tất cả mọi người cũng yêu mến Nguyên trong cái thời gian vừa qua ha. Đặc biệt là mọi người xem có thể là đăng ký cũng như là ủng hộ cho Nguyên ha, cũng như thích để tăng cái tương tác cho video, có động lực làm những cái video mới chia sẻ đến tất cả cái cô chú anh chị em mình ha. Rồi thì video chia sẻ ngắn ngủi đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng mọi người sẽ có những cái trải nghiệm cũng như là có những cái kinh nghiệm, thì các bạn cứ làm theo tưới như thế nào thì nó sẽ ok. Nguyên không có chia sẻ bậy bạ ha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn, gửi lời chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ha. Xin chào.